Hello, xin chào tất cả các chị ạ. Rồi, hello, xin chào tất cả các chị nha. Thì không biết là mấy chị ơi, mình có nhớ là hôm nay mình vào livestream với em không ha mấy chị yêu ha? Rồi, mình có nhớ là hôm nay mình vào livestream với em không ha mấy chị yêu ơi. Chị nào mà mình nhớ mình vào livestream thì mình nhanh tay lên giúp em nha mấy chị nha. Mình nhanh nhanh tay lên giúp em, mình vào livestream chơi với em nè. Và hôm nay em lên rất là nhiều mẫu đầm xinh luôn. Từ đầm xòe nè, đầm váy xòe, công chúa hay là đầm body hay là những cái set rồi bên em đều có hết nha mấy chị nha. Và hôm nay có rất rất là nhiều luôn nha mấy chị yêu ơi. Hôm nay đồ rất là nhiều luôn nha mấy chị nha. Đúng rồi, em chọn nhiều mẫu chỉ đưa địa chỉ một lần thôi nha chị nha. Nếu mà đã có người gọi liền rồi thì mình chờ giúp em là tầm 4 đến 5 ngày, tại vì shipper người ta sẽ giao hàng nữa nha mấy chị yêu nha. Rồi chị nào mà vào livestream thì mình nhanh tay comment lên giúp em nào để em thấy được comment của mấy chị nha. Không thấy được comment là bên em không có chốt được hàng cho mình đâu, cho nên là mình comment nhiều lên em. Và em nói trước, em chỉ bán đồ sale cho những chị nào có chia sẻ giúp em thôi, những chị nào không chia sẻ là bên em không áp dụng nha chị nha. Rồi, hôm nay chị gọi số điện thoại shop chị xí xong em gọi chốt mã ạ. Không được nha Nhi mua nha, không được nha, cái đó là không có nha. Nếu mà như vậy là còn những chị khác nữa là không có được nha chị nha. Rồi, không không có chừa cho ai hết. Ok, hello chị Hậu Nguyễn nè, hello chị Vân Neo nè, hello chị Nguyễn Thanh Hóa, hello chị Vân Anh. Hôm qua em đặt rồi mà chưa thấy ai gọi, nếu mà đặt rồi mà chưa thấy ai gọi là không có đơn hàng đó chị yêu ơi, có thể là hết đó nha. Mình đặt qua mẫu khác giúp em nè. Hello chị Lê Candy nè, hello chị Duy Nhi, hello chị Thủy Nhàn Phan, hello chị Hồng Thẩm nha. Trời, mấy chị vô rất là nhanh luôn, cảm ơn mấy chị rất là nhiều nha. À mấy chị ơi, mình nhớ là chia sẻ giúp em nha mấy chị yêu nha. Mình chia sẻ giúp em để em lên đồ nhiều cho mình nha. Nếu mà chị nào mà không chia sẻ giúp em á là em không áp dụng chương trình bán sale đâu nha mấy chị nha. Không áp dụng chương trình bán sale cho mình đâu á, cho nên là mình chia sẻ giúp em nè. Thì mấy chị chia sẻ càng nhiều thì em sẽ áp dụng chương trình sale nha, tại vì bên em sẽ có hệ thống kiểm tra. Rồi, bên em sẽ có hệ thống kiểm tra cho nên là mình được ăn gian. Mình nhớ là mình chia sẻ giúp em để mình mua đồ được với giá 69 ngàn nha chị nha. Giá cực kỳ rẻ luôn, 69 ngàn, bộ nào cũng 69 ngàn hết. Có chia sẻ sẽ mua với giá 69 ngàn. Em thấy chị thay đổi chỉ bình mình nè nha. Rồi, em thấy tất cả các chị nè, em thấy chị Ngân Nguyễn luôn nha. Rồi, hello tất cả các chị yêu luôn. Thì chị nào mà mình đang muốn mua được đồ đẹp, đồ xinh với giá rẻ thì mình nhanh tay nha. Không được Ngọc Ánh thôi, tại vì nếu mà đọc tên rồi lỡ nhiều chị đó người ta không nghe máy là người ta sẽ không có đơn hàng, và em cũng không giữ hàng cho ai hết. Ví dụ như bây giờ em đọc tên chị đó nhưng mà do chị đó không nghe máy, ví dụ như chị đó bận hay là gì thôi, chị đó không nghe máy, coi như là bên em đã chuyển hàng cho người khác rồi, thì qua bữa sau người ta lại mắng vốn là tại sao đọc tên em rồi mà tại sao em không có hàng là như thế nào nha. Cho nên là em sẽ không đọc tên chị nào mà đặt đúng, đặt đầy đủ là sẽ mà đặt đầu tiên có nghe máy là sẽ có đơn đầu tiên thôi nha mấy chị nha. Rồi mấy chị ơi, mình nhớ chia sẻ giúp em nha. Rồi mình nhớ là mình chia sẻ giúp em nha mấy chị nha. Hello chị Phi Yến Huỳnh nè. Rồi bây giờ là em lên đồ từ từ cho mình luôn. Thì đồ nào cũng sẽ 69 ngàn hết, cho nên là chị nào đặt nhanh, đặt đúng cú pháp thì sẽ có đơn hàng. Và cú pháp đặt hàng rất là dễ luôn, là số điện thoại khoảng trống mã khoảng trống địa chỉ giúp em. Số điện thoại khoảng trống mã khoảng trống địa chỉ giúp em là ok nha mấy chị nha. Rất là dễ luôn đúng không? Rồi, rồi bây giờ là em sẽ lên từ từ cho mình nha. Ok miss, em thấy chị Mỹ Hoa nha. Rồi bây giờ em sẽ lên đồ từ từ cho mình luôn ha mấy chị. Lên chậm chậm trước rồi chờ đông đông thì bắt đầu em sẽ lên nhanh cho mình nha. Rồi đầu tiên luôn, em lên cho mình là một cái set rời nha mấy chị nha. Đây, một cái set rời như thế này nha. Đây ạ. Rồi đây, một cái set rời. Thì cái bộ này hôm bữa rất là nhiều chị đặt luôn, rất rất là nhiều chị đặt, nhưng mà hôm nay còn sót lại một bộ thì chị nào đặt nhanh thì có nha. Rồi đây nha, một cái áo cổ vét nha mấy chị nha, đằng sau có khóa kéo luôn, tay của nó là tay lưới, bộ này mặc bao đẹp, 53-54kg độ xuống vừa giúp em, 53-54kg độ xuống vừa giúp em, và chất liệu của nó là thun cát, bộ này mặc rất là xinh nha chị nha, áo nè, và kèm cả quần luôn nha mấy chị nha. Được chốt chị ơi, mình phải chờ giúp em là 4 đến 5 ngày, tại vì thứ bảy chủ nhật shipper bên em không làm việc, trừ thứ bảy chủ nhật ra giúp em đi chị ơi.
Rồi trừ thứ bảy chủ nhật em giúp em nha. Rồi đây kèm cả quần luôn cho mình. Quần bên trong là có túi, quần này là quần lưng cao á mấy chị ơi. Quần này là quần lưng cao, bên trong có túi luôn cho mình nha chị nha. Đây ạ. Chất liệu của nó là thun cát luôn, 53-54 kg đổ xuống vừa giúp em. Bộ này mặc cực kỳ xinh nha chị nha, là một set rồi, là kèm cả áo và kèm cả quần luôn. Bộ này mặc rất là sang nha mấy chị nha. Bộ này em đảm bảo mặc cực kỳ sang luôn. Bộ này 53-54 kg đổ xuống thoải mái. Mã số là D354 chị nào lấy nhanh tay giúp em. Mã số là D354 là cái bộ set này. Và bộ này rất là xinh, em đảm bảo luôn, mặc lên rất là sang. Chị nào mà sợ ngay cái ngực của nó bị hở, mình về mình may cái nút của áo dài mình bấm vô giúp em luôn, để cho nó dính lại luôn nha, cho nó khỏi bị hở nha chị nha. Đây, đây, tay của nó là dạng tay lưới mấy chị ơi, và đặc biệt là lưới mềm, rất là xinh cái bộ này luôn. Mã số là D354. Chị nào lấy bộ này nhanh tay để lại liền giúp em. Số điện thoại khoảng trống D354, khoảng trống địa chỉ giúp em. Bộ này cực kỳ xinh, chị Hồng Thắm không có địa chỉ ha, không có địa chỉ bên em không chốt hàng cho mình đâu nha chị yêu nha. Rồi, 69.000 nha chị nha, đồng giá 69.000, bộ nào cũng 69.000 hết nha chị nha. Bộ nào cũng 69.000 hết cho mình nha. Rồi, chị nào lấy thì mình cho em xin cái địa chỉ luôn, tại vì có địa chỉ bên em mới chốt hàng cho mình. Còn mà chị nào không có địa chỉ là không có đơn nha chị nha, không có địa chỉ là không có đơn giúp em. Và em đảm bảo hàng của bên em đảm bảo chất lượng cho mấy chị luôn. 69.000 mà đảm bảo rất là chất lượng nha chị nha. Chị Đậu Đen ơi, cái này em không có biết, chị chờ giúp em vài ngày nữa đi. Thứ bảy chủ nhật, ví dụ như là thứ bảy chủ nhật em mới like được, tính ra là like được 5 ngày. Nhưng mà chị nói với em á, là 8 ngày em like được 8 ngày, mà thứ bảy chủ nhật là trừ hết 2 ngày rồi, là tính ra em like được 6 ngày, chưa tới 1 tuần nữa. Mà chị nói là 1 tuần rồi vẫn chưa tới là như thế nào ha chị Đậu Đen ha, em vẫn chưa hiểu lắm. Em like tới nay là hôm nay ngày 8, ngày 9 à, mà em like, em trừ 2 ngày thứ bảy chủ nhật ra là mới có 6, 7 ngày thôi ha chị ha. Có phải em đang mặc có nha chị nha. Rồi em lên cho mình là một cái đầm body tay tay dài nha chị nha, tay dạng như bạn vai như thế này nè mấy chị ơi. Đây nha. Rồi chất liệu của nó là ren hai lớp nha chị nha. Đây ren hai lớp đây nha chị nha. Đằng sau là có khóa kéo nha chị nha, đằng sau là có khóa kéo nha chị nha. Rồi váy body này mã số là D362. Chị Khánh Huyền Nguyễn ơi, em không biết là mình coi livestream bên em lâu chưa, không phải là bộ nào hàng sale mỗi mẫu chỉ có một bộ thôi, bên em không mặc được hết chị ơi, có một mình em thay ra hay vô. Nếu bạn kêu em mặc hết bộ nào ra bên em cũng thay hết, coi như là một like này em like chừng 10 bộ thôi, mà mỗi bộ có một cái 10 bộ trong chốt cho 10 chị thôi hay sao ha nha, cho nên là em không có thử được nha. Rồi, mã số là D362. Bên em sale đồng giá là 69.000 nha chị nha. Bộ nào cũng 69.000 hết nha. Chia sẻ giúp em mới được giá 69.000 nha. Đây em lên cái bộ body của em luôn nha. Rồi đây. Đây nha, một bộ body rất là xinh luôn nha mấy chị nha. Đây ạ. Đằng sau có khóa kéo cho mấy chị nha. Ở trên là ren, ở phần dưới là thun cát có sẻ đùi cho mình luôn. Đây nha mấy chị nha, thun cát có sẻ đùi cho mình luôn. Rồi. Rồi, mã số là 358, 69.000, 358, mã số cái đầm em đang mặc là 358, 354 là D354, chứ không phải là 354 không đâu chị ơi. D354, khoảng trống số điện thoại, khoảng trống địa chỉ giúp em. Váy em đang mặc mã số là D358. Và có một cái duy nhất em chốt cho một chị nào đặt hàng nhanh nhất giúp em. Em chốt cho một chị nào đặt hàng nhanh nhất giúp em. D358 Trần Phượng ơi, em không biết là mình đặt hàng bên em lâu chưa. Mã số là D358 nha. Đặt đúng cú pháp giúp em đi. Rồi không biết chị Duy Nhi đặt 458 ở đâu luôn, D458 ở đâu luôn đây nè. Rồi tiếp nha. Em lên cho mình là một cái set đây. Em lên cho mình là một cái set rất là xinh. Mấy chị ơi, em đọc như thế nào, mình ghi cái mã số như thế đó giúp em. Em đọc là D358. Nãy giờ nhiều chị là 358 mà không ai chốt hàng hết nha chị nha. Rồi, thì bộ của em hết hàng rồi, đừng đặt nữa, đừng đặt nữa. Đầm em đang mặc hết rồi, chỉ có một cái mà nãy giờ rất là nhiều chị đặt hết rồi nha mấy chị nha. Rồi, tiếp theo em lên cho mình một cái set. Đây, kèm áo thun nha chị nha. Cái set kèm áo thun như thế này, áo thun nha. Bộ này 53 kg đổ xuống, 53 kg đổ xuống. Và kèm cả chân váy giả quần cho mình luôn nha chị nha. Đây, chân váy giả quần cho mình luôn nha chị nha. Rất là xinh đây nha chị nha, chân váy giả quần như thế này luôn.
Đây, ở đằng sau, bên trong là quần nha chị nha. Ở đây là một lớp giả váy, bên trong là quần cho mình. 69.000, 69.000 nha mấy chị nha, 69.000. Đây, cả set luôn, 69.000 nha. Cả set là 69.000 đây nha mấy chị nha. Và chỉ còn có một cái duy nhất thôi. Chị nào đặt nhanh thì có hàng kèm áo thun và kèm cả quần chân váy luôn cho mình. Mấy chị có thể phối rồi giúp em. Mã số là D359. D359, chị nào lấy nhanh tay để lại liền giúp em. Số điện thoại khoảng trống D359, khoảng trống địa chỉ giúp em. D359 là cái bộ đó nha chị nha. D359 nha, đầm em mặc hết rồi, 55kg trở lên không vừa. Cho em xin địa chỉ, có địa chỉ mới chốt hàng nha. Có địa chỉ mới chốt hàng giúp em nha chị nha. Rồi tiếp theo một cái váy này cho những chị nào 55kg đây ha chị ha, bộ em đang mặc hết. Rồi bộ này dành cho những chị nào 55kg đổ lên đây. Siêu xinh, cái bộ này bên em bán cực kỳ cháy hàng, siêu xinh đây. 55kg đổ lên giúp em nha chị nha đây. 55kg đổ xuống nha, đây nha mấy chị nha. Cổ của nó là dạng cổ yếm như thế này nè mấy chị ơi. Cổ của nó là dạng cổ yếm như thế này. Và có cả nọc chai luôn, đằng sau mấy chị ơi, gài nút. Đây, tháo ra, mặc cho giúp em và gài lại giúp em thôi. Đây nha mấy chị nha. Cổ ngọc trai, 55kg nha. Chất liệu của nó là vôn nha chị nha. 55kg. Rồi, mã số là D356. D356 nha chị nha. D356 nha chị nha. Rồi, D356 nha chị nha. Qua nhanh, em cũng phải ghi lại từ từ chứ anh ơi, mệt lắm rồi. Chị My, My Nguyễn ơi, thứ hai, thứ bảy chủ nhật shipper bên em không làm việc. Nói thứ hai giao có nghĩa là thứ hai bên em sẽ gửi cho shipper. Thứ bảy chủ nhật shipper không làm việc, không qua bên em lấy hàng được. Tới thứ hai bên em mới chuyển cho shipper được nha chị My, My Nguyễn nha. Còn nếu chị nào không chờ được cứu hủy giúp em, chị nào không chờ được cứu hủy giúp em, đừng có lên mắng vô với em tại vì hàng sale. Em gửi cho shipper, em cũng đâu có biết được là shipper nó giao giờ nào đâu mấy chị ơi, mình ráng chờ giúp em đi. Người ta còn rất là nhiều chị muốn hàng luôn. Ví dụ có 2-3 ngày à, mình chờ giúp em đi mấy chị ơi. Rồi, tiếp nha. Em lên cho mình là một cái zoom nha chị nha. Zoom giả váy nha, đây. Zoom giả váy nha chị nha, zoom giả váy. Ở bên trong là zoom, bên ngoài là có một lớp váy giả xuống như thế này, zoom nha. Đây, bộ này chất liệu của nó là thun cát. Bộ này 53kg đổ xuống vừa giúp em nha. 53kg đổ xuống vừa, đằng sau có khóa kéo giúp em. 53kg đổ xuống vừa, vòng eo dưới 73, à vòng eo à, dưới 73, 74 gì đó giúp em là vừa nha chị nha đây. Rồi, mã số là D355, 69.000. D355, 69.000, chị nào lấy để lại liền giúp em. D355, khoảng trống số điện thoại, khoảng trống địa chỉ. Đầm em đang mặc hết, đầm em đang mặc hết rồi mấy chị ơi. Đầm em đang mặc hết rồi nha chị nha. Rồi em tiếp tục luôn, lên rất là nhiều mẫu. Chị nào lấy mẫu nào để lại liền giúp em. Em đảm bảo luôn á mấy chị ơi, 69.000 bao rẻ thị trường. Và đặc biệt luôn, em nói luôn, đồ bên em bán sao mấy chị về mấy chị mặc lên form lên dáng rất là đẹp nha. Đây giống như bộ này em bán cũng chung nó luôn, là 69.000, mặc lên mới biết là đẹp hay không. Cầm lên tay không ai biết đẹp hay không đâu, em đảm bảo luôn. Cầm lên tay mấy chị có thể nghĩ là cầm lên tay nó xấu. Tại vì sao? Không mặc lên người không có dáng, không có da form thì tất nhiên nó sẽ xấu. Còn mà mấy chị mặc lên người đi, mấy chị rất thấy rất là đẹp nha. Rồi một cái váy công chúa siêu xinh luôn, màu nâu. Màu nâu, đây. Một cái váy công chúa siêu xinh màu nâu nha chị nha. Chất liệu của nó là ren hai lớp có phối lưới nha chị nha. Đây, chất liệu của nó là ren hai lớp có phối lưới nha chị nha. Ở dưới của nó là dạng ren tầng, bên trong có một lớp thun cho mình nữa nha mấy chị nha. Đây ạ. Đằng sau có khóa kéo luôn cho mình nha, rất là xinh nha mấy chị nha. Rồi bộ này 52kg đổ xuống giúp em. Bộ này mặc siêu xinh, 52kg đổ xuống, mã số là D365. D365. 52kg đổ xuống giúp em, vòng eo dưới 72 giúp em, D365. Chị nào lấy nhanh tay để lại liền giúp em nha. D365 là cái đầm công chúa nha chị nha, màu nâu ha, rất là xinh nha. Ok chị Châu đổ ra, em thấy địa chỉ rất là đầy đủ cú pháp của mình luôn nha. Em nói trước mấy chị yên tâm đi, còn rất là nhiều bộ xinh cho nên là mình yên tâm giúp em. Còn rất là nhiều đồ xinh nha, cho nên là mình cứ yên tâm. Rồi tiếp theo em lên cho mình là một cái váy xòe dạng như là cổ vét nha chị nha đây ạ. À. Và cái bộ này rất là xinh cho mình luôn. Đây, một cái váy xòe là dạng cổ vét nha, có body nha chị nha. Bộ em đang mặc hết đây.
bộ vest nha, không hề hở. Mấy chị mặc lên đi nó sẽ như thế này nè, không hề bị hở nha chị nha. Nếu mà chị nào sợ hở, mình về mình may một cái nút của ca áo dài á, mình bấm vô giúp em nha chị nha. Đây ạ, chất liệu của nó là thun cát, đằng sau có khóa kéo nha chị nha. Chất liệu của nó là thun cát, đằng sau có khóa kéo giúp em, váy xòe nha chị nha. Bộ này 54kg đổ xuống vừa. Bộ này 54kg đổ xuống vừa giúp em, cực kỳ xinh luôn nha mấy chị nha. Đầm 55kg giúp em mới qua mẫu á. Rồi đây nha mấy chị nha, 54kg đổ xuống giúp em, rất là xinh cái bộ này luôn. Đây. Rồi, mã số là D363. Đúng rồi, đồng giá 69k. Mã số là D363. Chị nào lấy nhân tây để lại liền giúp em số điện thoại khoảng trống D363, khoảng trống địa chỉ giúp em nha. D363 nha chị nha. Rồi D363, chị nào lấy nhanh tay để lại liền giúp em nha. Ok chị Thu Hồng nè, rất là đúng cú pháp ha. Rồi tiếp nha. Rồi em lên cho mình là một mẫu body tay dài. Nếu mà chị nào không thích tay dài, mình cắt lên thành tay lỡ giúp em cũng được nha chị nha. Không thích tay dài cứ cắt lên thành tay lỡ giúp em vẫn được nha chị nha. Đây, chất liệu của nó là cái này là đầm xòe á, đầm suông á, đầm suông không phải quên. Đầm suông không phải là đầm body nha chị nha, dạng đầm suông. Bộ này 54kg đổ xuống là vừa giúp em. Đây nhá. Đây 54kg đổ xuống vừa giúp em nha chị nha. Đằng sau có khóa kéo rất là xinh luôn. Bộ này 54kg đổ xuống vừa giúp em nha. Đập xòe nha, rất là xinh. Chị nào lấy nhanh tay để lại điện giúp em. Mã số là D366 đằng xuông nha chị nha. D366 54kg đổ xuống vừa. Chị nào lấy nhanh tay để lại điện giúp em. Số điện thoại khoảng trống D366, khoảng trống địa chỉ giúp em. Chị Khánh Linh ơi, em mới trả lời chị xong luôn là có rất là nhiều, nhưng mà nãy em mới qua một mẫu rồi. Nếu mà có mẫu nào 55kg vừa thì mình theo dõi giúp em đi chị ơi. Bây giờ là em không biết có mẫu nào nữa không nữa. Rồi tiếp theo nha, em lên cho mình là một cái sát yếm. Bộ này 52kg đổ xuống vừa giúp em. Bộ này hôm qua có màu đen mà người ta đặt rất là nhiều. Bây giờ là không còn màu đen, chỉ có màu xám thôi đây nè mấy chị ơi. Đây, kèm cả yếm nha, kèm cả áo như thế này nha chị nha. Chất liệu của nó là thun nha. Đây, chất liệu của nó thun cát rất là mềm mịn luôn. Đây, kèm cả áo và kèm cả yếm màu xám như thế này. Bộ này bao xinh luôn nha mấy chị nha. Bộ này cực kỳ xinh cho mình luôn nha. Đây. Đây nha, bộ này cực kỳ xinh cho mình luôn. Tay của nó là dạng tay dài nhưng mà không hề nóng nha chị nha. Cái này nó rất là mỏng, cái áo của nó rất là mỏng nhưng mà nó không hề thấy bên trong và cũng không hề bị nóng, cho nên là mấy chị yên tâm. Yếm kèm luôn cho mình cả hai cái túi nha chị nha. Yếm kèm luôn cho mình cả hai cái túi nha mấy chị nha. Đây ạ, hai túi nha, rất là xinh. Bộ này 52kg đổ xuống giúp em. Bộ này bên em bán rất là đẹp nha chị nha. Bên em bán cực kỳ đẹp luôn nha mấy chị nha. Bộ này mặc lên 52kg đổ xuống bao xinh. Mã số là D360 nha chị nha. D360 nha chị nha. Chị ơi, em còn rất là nhiều màu, có màu trắng, màu đỏ, màu vàng tùm lum hết trơn á chị ơi. Nhưng mà bây giờ em đụng vô cái màu này em lên luôn hà. Cho nên là chờ giúp em một xíu. Rồi, mã số là D360. Mã số là D360. Chị nào lấy để lại liền giúp em D360 nha. Số điện thoại khoảng trống mã, khoảng trống địa chỉ giúp em. Mới đây hả? Ừ. Đừng có để lấy bộ này nha. Bộ em hết rồi, không có đúng được đâu chị ơi. Bộ em hết hàng rồi. Đừng có để yếm luôn. Em nói rồi, đặt thì đặt đúng cú pháp giúp em. Hết rồi, bộ yếm mà lại hết nha. Rồi em lên cho mình là một cái đầm body. Body này rất là xinh nè chị ơi. Một cái mẫu đầm body màu đỏ cực kỳ sang cái bộ này luôn, em nói thật. Cái đầm body này rất là sang đây nha mấy chị nha. Cực kỳ sang cho mình luôn, mặc lên rất là sang nha chị nha. Ren hai lớp, mặc lên bộ này rất là sang thôi. Để em đi thay body màu đỏ luôn cho đẹp ha mấy chị ha. Đây, em thay luôn cho mấy chị xem là mặc lên nó như thế nào. Cầm lên nó không đẹp nhưng mà mặc lên nó như thế nào. Có chị nào muốn em đi thay không, đi thay luôn cho mình xem nha. Em đi thay luôn nha mấy chị nha. Em đi thay luôn ha, để cho mình tin là đồ bên em cầm lên thì không có đẹp. Tại vì sao? Cầm lên nó đâu có hết cái phông dáng. Cầm lên như vậy nè, ai mà thấy đẹp được. Đây, cầm lên như vậy nè, sao mà biết. Bây giờ em đi thay luôn cho mình ha. Thay luôn một bộ này ha, để cho mấy chị biết là hàng 69.000 nhưng mà cầm lên bộ nào mặc lên cũng đều đẹp hết, chịu không? Cầm lên bộ nào mặc lên sẽ đều đẹp hết ha. Cho nên là mình chờ giúp em một xíu nha, đừng có đi ra nha. Còn rất là nhiều đồ xinh nó đi ra là bỏ hết nửa cuộc đời á, bỏ phí nửa cuộc đời á. Tao vừa coi không?
học được. Thử hết. Đây bài đi một tí hả? Ráng đi, mai chị phụ cho. Rồi đây nha mấy chị nha, đây ạ. Đây. Rồi ok nha, em hay lên cho mình xem luôn nha mấy chị nha. Đây mấy chị thấy không? Nói chung là cầm lên thì sao mà đẹp được. Đây mấy chị thấy lên rất là đẹp nha. Từ màu đỏ, màu vàng, màu trắng, màu đen, màu hồng, màu gì đó, màu cam, đều màu gì đó lên người đi nó thấy rất là đẹp mấy chị ơi. Đây nha. Đây, đầu cổ buồn sùng quá. Đây nha mấy chị nha, lên người cực kỳ đẹp, đằng sau có khóa kiểu luôn nha mấy chị nha. Đây nha, đó mấy chị thấy không, nên là mấy chị yên tâm, đồ của bên em, đồ bên em bán rất là uy tín lắm mấy chị ơi nha. Rồi bộ này 52 chỉ độ xuống nha, mã số là 36D361, 52 chỉ độ xuống, mã số là D361. Rồi à, D361, 52 chỉ độ xuống giúp em, 52 kỷ độ xuống em nói rồi, yên tâm đi, còn rất là nhiều đồ đẹp mấy chị ơi, còn cực kỳ nhiều đồ đẹp cho mấy chị. Còn rất là nhiều đồ đẹp, yên tâm đi nha, được không, đặt được bộ này cứ chờ bộ khác mà đặt nha. Rồi một cái đầm body, bộ này cũng rất là xinh, bộ này mặc lên xinh lắm đây nè mấy chị ơi, body tiếp nha. Rồi nếu mà chị nào không thích hai cái tay này mình có thể cắt ra luôn. Nó sẽ như thế này nè, khi mà mấy chị mặc lên nó sẽ như thế này nè, đây nó sẽ phủ xuống như thế này rất là sang. Nếu mà chị nào không thích mình về mình cắt cái sợi chỉ ra giúp em, đây có sợi chỉ. Đây nha, có sợi chỉ mình cứ cắt ra mình mặc thành một cái cổ yếm không cũng đều được nha chị nha. Đây rồi đầm body nha chị nha, đây đuôi cá nha, phần đuôi của nó là dạng đuôi cá, ở trên của nó đính ngọc trai luôn, rất là sang. Bộ này chị nào không đích rườm rà cắt ra giúp em nha, không đích rườm rà cắt ra đây. Rồi mã số là D314, chị nào lấy nhanh tay. D314, 69.000 chị ơi, 69.000 nha, 69.000, chia sẻ giúp em đi nha. Và mình đặt nhanh, đặt đúng cú pháp nha. Rồi nhanh tay bên chị nào đặt hàng đặt nhanh tay nha. Body 52kg đổ xuống. Rồi tiếp tục. Rồi một đầm body nhưng mà cái dạng này là chất liệu thun gân không phải ren nữa, nhưng mà là chất liệu thun gân nha chị nha. Chị Khánh Linh ơi, em chờ chị hỏi đầm body bao nhiêu ký, người ta đặt hết trơn rồi chị ơi, hết hàng luôn rồi đó. Là em thấy là chị hỏi xong là mình nghỉ đặt luôn, tại vì bây giờ là mình đặt nữa cũng không có hàng. Chị thấy một có một bộ mà nãy giờ rất là nhiều chị đặt rồi, bây giờ mà chị đặt nữa là cũng không có hàng đâu nha. Rồi đây đầm body tiếp tục nha, bộ này body thun gân thì bộ này tầm là 53-54 kg độ xuống giúp em, 53-54 kg độ xuống giúp em nha chị nha. Đây thun gân, bên hông của nó có đính đúc như thế này rất là sang, xẻ đùi nha, xẻ đùi, xẻ đùi. Đây 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 nha. Rồi đính đúc cực kỳ sang, đằng sau có luôn khóa kéo. Bộ này mấy chị đi chụp hình hay là mấy chị đi biển mặc cực kỳ sang luôn nha mấy chị nha, đặt cực kỳ sang luôn nha mấy chị nha. Đây rồi mã số là D352. Rồi chị nào đặt đặt liền giúp em. Trời ơi chị ơi, bây giờ có một mình em nói à, mà một bộ có một cái à, mà biết bao nhiêu là người đặt. Em ok hết rồi, lỡ những chị sau không còn hàng thì lấy gì mà ok nữa chị ơi. Cho nên em đã nói rồi, chị nào mà đặt hàng đồ sale thì mình phải chịu nha. Mình muốn mua đồ sale 69.000 thì mình phải săn đồ sale giúp em, chứ không phải là đồ sale người ta một nùi vậy người ta bán ra 69.000 được. Tại vì mỗi bộ còn có một cái thôi. Chị nào đặt nhanh, đặt đúng thì có hàng. Một chị một cái, có khi cái nào nhiều quá thì hai cái ba cái thôi nha. Rồi lưu ý giúp em đi, chứ bây giờ em không biết sao đồ sale mà mấy chị ơi. Mình muốn mua đồ rẻ thì mình cũng phải bỏ công sức ra mình mới mua được đồ rẻ chứ. Giống như là mấy chị đi mà mua đồ ở ngoài á, mà người thấy cái nào mà người ta hả giảm giá hay là tặng gì khuyến mãi á, mấy chị thích lắm, mình phải dành giật mình mới có, đúng không? Thì cũng như vậy, tại vì đồ 69.000 rất là rẻ rồi mấy chị ơi. Rồi em lên cho mình là một cái sơ mi nha. Rồi một cái sơ mi rất là xinh luôn đây mấy chị ơi, kèm áo thun hai dây bên trong nha, kèm áo thun hai dây bên trong nha mấy chị nha. Rồi kèm luôn cả áo sơ mi bên ngoài, áo sơ mi trắng nha, nhưng mà cái này thì mấy chị mặc thành dấu quần, dấu quần nha.
giấu quần. Nhưng mà do là cái này của nó là không có bị hở gì hết, mấy chị không cần mặc cái áo này cũng được. Mặc không áo sơ mi màu trắng thôi giúp em đều được nha chị nha. Mặc không áo sơ mi màu trắng thôi, mình đóng thùng hay là mình muốn gì đó mình muốn. Và kèm luôn cho mình là một sợi dây buộc eo, nếu mà cái váy nó hơi bị rộng mình buộc vô làm điểm nhấn bộ eo giúp em, làm điểm nhấn eo giúp em nha chị nha. Đây kèm luôn nha. Rồi bộ này là 69.000, bộ này 55kg đổ xuống vừa nha. Áo sơ mi này 55kg đổ xuống vừa, mã số là D357 nha chị nha. D357, chị nào lấy nhanh tay giúp em nha. D357 nha chị nha. Có đập công chúa, có nha. Hôm bữa nay em rát cổ quá vậy nè. Thông cổ họng luôn á. Thông cổ họng luôn á. Rát qua bên này có con bé. Nhìn thử cho em. Không chị ơi, hết rồi á, chùm mặt là hết hàng rồi nha chị nha. Sao nó không bỏ lên đây trời, lát nó còn phun xuống phun lên nữa mày muốn chết. Rồi tiếp tục nha, em lên cho mình một cái váy body tiếp đây. Váy body chất liệu của nó hung gân rất là xinh. Cái này là tay ngắn nha chị nha. Đây tay ngắn, body hung gân tay ngắn. Đằng sau có khóa kéo cho mình nha chị nha. Đằng sau có luôn khóa kéo cho mình nha mấy chị nha. Đây ạ, đằng sau có luôn khóa kéo rất là xinh. Chất liệu của nó là thun gân. Và bộ này 53kg đổ xuống vừa. 53kg đổ xuống vừa giúp em nha chị nha. 53kg đổ xuống vừa giúp em nha mấy chị nha. Đây rất là xinh nha. Một màu đỏ đô. Cái này là màu đỏ tím á mấy chị ơi. Màu đỏ tím rất là xinh, rất là dễ thương. Mặc lên cực kỳ sáng da. Mã số là D304. D304, chị nào lấy nhanh tay để lại liền giúp em nha. D304 nha chị nha. Rồi tiếp tục luôn. Cái bộ này thì em còn đây bây giờ em lên những bộ có số lượng cho mình một xíu nha. Đây rồi, hai đen ba trắng. Rồi đây em lên cho mình bộ này có số lượng, thì cũng có số lượng 3-4 cái thôi à. Tiếp nha. Rồi một cái váy, một cái áo. Áo này là áo bẹt vai như thế này nè mấy chị ơi. Áo này mấy chị kéo qua nó sẽ bẹt vai như thế này nha. Cái áo này là dạng áo bẹt vai như thế này nha mấy chị nha. Đây rồi kèm cho mình luôn cả chân váy xòe nha chị nha. Đây kèm cho mình luôn cả chân váy xòe nha chị nha. Đây kèm luôn cho mình cả chân váy xòe nha mấy chị nha. Đây như thế này nha. Đây rồi cái áo này mấy chị đóng thùng giúp em, mặc lên bẹt vai đóng thùng giúp em nha. Rồi bộ này nó có hai màu. Đây ví dụ mình muốn bẹt bên đâu mình bẹt, đây nó như thế này, mình muốn bẹt bên đâu mình bẹt nha, nó như thế này mặc lên mới đẹp nha. Rồi bộ này nó kèm luôn cả chân váy cho mình. Và bộ này nó có hai màu là màu đen và màu trắng, khác nhau mỗi màu áo thôi. Chân váy đều giống nhau nha chị nha. Chân váy đều giống nhau, chỉ khác nhau mỗi màu áo thôi, là áo màu đen hoặc là áo màu trắng nha chị nha. Đây chỉ khác nhau mỗi màu áo là áo màu đen hoặc áo màu trắng thôi, còn chân váy thì đều giống nhau hết nha chị nha. Chân váy thì đều giống nhau hết nha, cho nên là mấy chị ơi, chị nào lấy thì mình nhanh tay. Rồi mã số là 460 nha chị nha. Rồi mã số là 460, chỉ khác nhau mỗi màu áo thôi, là màu đen hoặc là màu trắng, còn chân váy là đều giống nhau nha chị nha. Đây nha mấy chị nha. Đây bộ này 53 52 53 kg đổ xuống giúp em vừa, 52 kg đổ xuống giúp em vừa nha chị nha. 52 kg đổ xuống giúp em là vừa nha. Bẹt vai như thế này nè mấy chị ơi. Đây nó sẽ là bẹt vai như thế này, mấy chị mặc vô đây như thế này, nó mình kéo xuống ngay cái tay như thế này nha chị nha. Đây như thế này, hai màu là màu đen và màu trắng, cho em xin cái màu luôn đi chị ơi. Hai màu là màu đen và màu trắng, còn hai cái màu đen và ba cái màu trắng. Chân váy đều giống nhau, chỉ khác nhau mỗi màu áo thôi. Mã số là 460. Mã số là 460 nha chị nha. Đây ạ, 460 nha chị nha. Đây đây nha, 460 đây nha chị nha. Chị nào lấy nhanh tay để lại liền. Bên kia đi lại rồi đó. Cái gì? Nhỏ gì đó đi lại rồi. Rồi
460 nha, hai màu là màu đen màu trắng, cho em xin cái màu luôn nha mấy chị nha. Cho em xin cái màu luôn nha mấy chị nha. Đây ạ, là kèm áo và kèm cả hả chân váy luôn nha mấy chị nha, kèm áo và kèm luôn cả chân váy nha. Rồi, hai màu là màu trắng màu đen nha. Ok chị Hồng Thắm, ok chị Kim Duyên Đào, ok chị Trinh Lê. Bộ nào có số lượng em sẽ đọc tên chốt nha. Mấy chị yên tâm đi. Bộ nào mà có số lượng là em sẽ đọc tên chốt cho mình nha mấy chị nha. Tại vì bộ này là còn số lượng thì em sẽ đọc tên chốt cho mình. Còn bộ nào mà không còn số lượng em sẽ không có đọc tên chốt được nha. Rồi mã số là 460 nha. Chị nào lấy nhanh tay giúp em nha. 460 nha chị nha. Rồi em lên cho mình là một cái set bộ nha chị nha. Rồi em lên cho mình là một cái set bộ nha chị nha. Chân váy này em lên rồi đó chị ơi, chân váy này em cầm lên rồi mà. Rồi em lên cho mình là một cái set bộ nha mấy chị nha, rất là xinh. Đây, một cái set bộ là kèm áo và kèm luôn cả quần áo của nó là dạng áo ba lỗ ha. Đây, dạng áo sắc nách đó mấy chị ơi, đây rất như là xinh, chất liệu của nó là thun. Bộ này 52kg đổi xuống giúp em nha. 52kg vòng eo dưới 72 giúp em là vừa. Kèm cả áo thun sát nách như thế này nha chị nha. Đây, kèm cả áo thun sát nách như thế này giúp em. Và kèm luôn cả một cái quần kèm luôn cả một là một cái yếm nha chị nha. Rất là xinh. Một cái yếm cực kỳ dễ thương luôn nha mấy chị nha. Đây ạ, đây nha, một cái yếm cực kỳ dễ thương luôn cho mình nha chị nha. Đây, kèm luôn cho mình là một cái yếm cực kỳ xinh cho mình như thế này luôn nha mấy chị nha, rất là xinh. Thì bộ này nó có hai màu là màu đen và màu đỏ. Màu đen còn có một bộ à, còn màu đỏ thì ba, còn ba bộ. Ship tất cả các tỉnh đồng giá là 30.000 nha chị nha. Ship tất cả các tỉnh đồng giá là 30.000 đây nha chị. Ô luôn. Đây nha. Đây, mặc vô giúp em thì nó sẽ đẹp hơn nha mấy chị nha, đây nha. Rồi, mặc vô giúp em nó sẽ rất là xinh nha chị nha, cực kỳ xinh luôn. Rồi 69.000 còn có 3 cái à, chị nào lấy nhanh tay. Hai cái màu đen, một cái màu đen và ba cái màu đỏ, chị nào lấy nhanh tay. Mã số là 474, 52, 53 kg độ xuống vừa. Vòng eo dưới 72 hoặc 73 giúp em nha chị nha. Vòng eo dưới 72 hoặc 73 giúp em là vừa nha chị nha. Đây ạ. Đây nha. Rồi, mã số là 474, chị nào lấy bộ này nhanh tay giúp em. 474 nha chị nha. Rồi 474 nha, hồi nãy giờ em xưng với mình là chị em không à, mà sao nhiều chị vô nói chuyện không có lịch sự ta. Nói gì á? Ship bao nhiêu? 464 eo bao nhiêu? Rồi tiếp nha. Những chị nào mà nói chuyện không lịch sự em không trả lời nha mấy chị nha. Nghe em xin mạn phép không được trả lời. Còn không? Rồi tiếp tục. Em lên cho mình là một cái váy sơ mi nha. Váy sơ mi rất là xinh luôn. Cái váy này thì nói chung là lâu lâu em còn một hai bộ, rất là nhiều chị đặt, cực kỳ nhiều chị đặt luôn. Nhưng mà bây giờ thì nó còn cứ sót lại hoài mấy chị ơi, cứ sót lại một hai cái hoài à. Cho nên là em sẽ lên cho mình nha. Đây, cái này là dạng váy sơ mi nha chị nha. Váy sơ mi rất là xinh. Có luôn cho mình là một cái dây buộc eo như thế này luôn nha mấy chị nha. Dây buộc nơ nha mấy chị nha, rất là xinh luôn. Đây, bộ này 52kg độ xuống giúp em. 52kg độ xuống giúp em. Mã số là D308 nha chị nha. D308, 52kg độ xuống giúp em. Vòng eo dưới 72 giúp em là vừa nha. Bộ này xinh lắm, mặc lên xinh lắm mấy chị ơi. Buộc nơ ngay eo nữa cực kỳ xinh luôn á. Chị nào lấy bộ đó nhanh tay để liền giúp em. D308 nha chị nha. Đầm ha, em đang lên đầm nè. Yên tâm chờ thêm một xíu rất là nhiều. Không thể ngồi không thấy bụng luôn. Mấy bữa ngồi có bụng hay em hả? Bộ đẹp luôn, màu đỏ mà. Có sao mẹ? Em là em phỉ xuống hồi nãy em thẳng lên đâu thấy đâu. Vậy nhìn đi vô mẹ luôn. Mới ăn xong á. Hôm nay ốm rồi. Mới ăn xong rồi. Nhưng mà ổn. Rồi tiếp theo em lên luôn cho mình là một cái đầm body tiếp đây. Màu đỏ, cái đầm này mặc cũng sang lắm. Hơi bị sang luôn nè chị ơi. Cái bộ này mặc rất là sang, từ từ chờ em một xíu. Cho rõ cái thùng em luôn đi em. Bỏ lên thùng luôn cho em. Chị cũng đâu có like nữa đâu. Chị like có xíu rồi, chị mệt lắm. Nắng không nổi. Rồi em lên cho mình một cái đầm body nha chị nha. Đây, ở trên là ren hai lớp, ở phần dưới là cái hung cát, ở ngay cổ của nó là có nơ nha. Đầm
đằng sau có khóa kéo cho mình nha chị nha. Đằng sau có luôn khóa kéo cho mình, còn cả mạc luôn này nha mấy chị ơi. Rồi 52kg đổ xuống vòng eo dưới 72 giúp em nha. 52kg đổ xuống vòng eo dưới 72 giúp em. Mã số là D364 nha chị nha. Mẹ gì đây trời. Ôi, này chết mua gì người ta chửi chết. Rồi mã số là D364 nha chị nha. D364 nha chị nha. Đây nha mấy chị nha. Rồi rất là xinh luôn. Bộ này mặc lên cũng sang như bộ em vậy đó. Bộ này mặc lên rất là sang. 52kg độ xuống vòng eo dưới 72 giúp em. Bộ em đang mặc hết rồi chị ơi. D364 nha chị nào lấy nhanh tay giúp em nha mấy chị nha. Đúng rồi, anh mới là người đứng đó chị. Anh Nhị Cao Quang ơi, anh mới là người mà anh nói bậy bạ. Anh mới là người bị như vậy, cho nên là anh tưởng ai cũng bị như anh đúng không? Hiểu mà, tội nghiệp lắm, thấy thương lắm. Nói chung là không có chỗ xả, cho nên vô đây là comment bậy bạ ha. Rồi tiếp theo luôn nha mấy chị nha. Em lên cho mình đây một cái đầm body ba không phải. Nhưng mà sợ nó bị xẻ. Cái này bị xẻ. Cái áo kìa, chuẩn biết bao nhiêu mẫu đây chuẩn biết không? Rồi đây một cái đầm body ung gân. Bộ này mặc lên bao sang trọng luôn nè mấy chị ơi. Bộ này mặc lên bao sang trọng nha chị nha. Đây nha, 474 ok chị ơi. Chị ơi mình cứ đặt đi, lát sẽ có người chốt nha chị nha. Rồi đây em sẽ lên cho mình một cái đầm body. Bộ này rất là sang, chất liệu của nó là thun gân. Đây nha mấy chị nha, một màu xám cho rất là sang. Màu xám này là màu xám lông chuột. Mặc rất là sang, rất là tay cho mình luôn nha chị nha. Đây đằng sau có khóa kéo, ngay cái eo có kèm luôn cho mình là một cái dây hắc eo như thế này nha mấy chị nha. Đây có một cái dây nịt, tới dạng dây nịt hắc eo cực kỳ sang luôn. Bộ này rất là sang nha chị nha. Rồi 52-53 chỉ độ xuống vừa nha. Vòng eo thì tầm 73 độ xuống vừa. Mã số là D353. Bộ này xinh lắm, em nói thật thề luôn. Bộ đó mặc lên đeo dây nịt vô giúp em, rất là sang, em thề luôn. Mã số là 353 nha chị nha. Chị nào lấy nhanh tay giúp em. D353 chị nào lấy nhanh tay giúp em nhá. Bộ nãy là D353 nha, chị nào lấy thì mình nhanh tay giúp em nha mấy chị yêu ơi. Mệt dữ đi. Tại nãy em đi chạy lên quận 2 nữa. À đi kia. Cứ mệt. Rồi tiếp theo em lên cho mình một cái set nha chị nha. Một cái set rất là xinh luôn. Đây một cái set nha. Đây hả, chất liệu của nó là thun cát nha chị nha. Một cái set bộ này rất là sang, mặc ở nhà rất là thoải mái luôn nha chị nha. Không không, Mưa Nhạc ơi, mình đặt ở trên cái livestream này thì lấy một cái thông tin khác giúp em, là đặt lại một cái thông tin giúp em đi. Chứ là mấy chị ơi, chứ là nhiều chị mà cứ nói là có thông tin cũ bên em, hệ thống qua một cái là hết rồi nha. Qua một cái là hết rồi, cho nên là mình đừng có ghi là em đã có thông tin cũ nha chị nha. Cái này không biết để đâu, không biết có cây không còn. Rồi đây nha mấy chị nha. Rồi một màu nâu nha mấy chị nha, một màu nâu. Cái này là áo và kèm luôn cả quần cho mình nha chị nha. Đây quần ống rộng, áo và kèm luôn cả quần ống rộng nha chị nha. À ống suông á, ống suông nha chị nha. Đây như thế này nha, có kèm luôn cả hai túi. Và nó kèm luôn cho mình là một cái dây buộc eo nha chị nha. Đây nha mấy chị nha, kèm luôn một cái dây buộc eo nha chị nha. Rồi mã số là D309 nha. D309 chị nào lấy bộ này nhanh tay. Bộ này 53kg độ xuống giúp em. D309 nha chị nha. 53kg độ xuống giúp em nha chị nha. Cái vào trong cái túi mà nó không có thun á, túi thun mà cũng có không, không có hả, nó bị lọt rồi đó. Đây lọt trong đây luôn. Rồi nhà cũng đuôi cũng cục luôn. Rồi tiếp theo mấy chị nha, em lên có cần để lại giúp em nha địa chỉ trước, rồi để lại địa chỉ trong cái like này giúp em, tại vì nhân viên mình chốt người ta thấy cái like mới mà người ta thấy địa chỉ mới là người ta ưu tiên trước à, cho nên là không có địa chỉ cũ được đâu, mình đặt lại giúp em luôn nha. Rồi em lên tiếp cho mình nha chị nha. Quần bị rách là gì chị nhỏ Út? Em còn thấy quần bị rách luôn á. Rồi đây nha mấy chị nha, em lên cho mình đây một cái set này rất là xinh. Cái này là dạng một cái áo ren nha mấy chị nha, áo ren á, rất là xinh như thế này luôn đây. Đây một cái áo ren rất là xinh nha chị nha. Và kèm luôn cho mình là một cái chân váy nha chị nha, đây chân váy.
Đây kèm luôn cho mình là một cái chân váy bên trong cổ quần nha chị nha. Đây chân váy bên trong cổ quần cho mình. Và kèm luôn cho mình một cái áo ren như thế này. Bộ này 52kg độ xuống giúp em, 52kg độ xuống, mặc rất là dễ thương nha mấy chị nha. Mặc cực kỳ dễ thương. Nó có kèm luôn cho mình là một cái dây buộc eo nữa. Có kèm luôn cho mình với dây buộc eo. Nhưng mà hiện tại em không biết cái dây buộc eo nó nằm ở đâu, không thấy ở trong cái bịch này. Cho nên là có kèm luôn cho mình một cái dây buộc eo nữa. Và bộ này nó còn đúng hai màu, là một cái màu trắng, chỉ khác nhau mỗi cái áo thôi, cái áo trắng và cái áo đen thôi. Đây một cái màu trắng duy nhất, khác nhau mỗi cái áo thôi nha chị nha. Đây khác nhau mỗi cái áo thôi, còn chân váy đều giống nhau. Và nó có một trắng và hai ba cái màu đen. Mã số là 466 nha chị nha. Đây 466, đây nha chị nha, mã số là 466, một trắng và ba đen. Chị nào lấy màu trắng thì nhanh tay, màu trắng còn một cái duy nhất, em chỉ chốt cho một chị thôi. Em chỉ chốt cho một chị thôi nha chị nha. Rồi chị nào lấy thì mình nhanh tay nha, mã số là 466 nha. Một cái màu trắng và ba cái màu đen, chị nào lấy nhanh tay giúp em nha. Đây ạ. Chân váy đây nha chị nha, rất là xinh, bộ này mặc lên cưng lắm. Đây chân váy có quần hung bên trong luôn. Đây. Ok màu đen chị Hồng Thắm 466 nè. Rồi chị nào lấy bộ này nữa mình nhanh tay giúp em nha. Mặc lên cưng lắm, mặc lên em nói thật, mặc lên mới thấy cưng. Mặc lên dễ thương lắm nha mấy chị nha. 466 chị nào lấy bộ này nhanh tay để lại liền giúp em. 466 khoảng trống, số điện thoại khoảng trống, màu và địa chỉ giúp em nha chị nha. Có địa chỉ bên em ưu tiên chốt hàng rất là nhanh. Chị nào không địa chỉ bên em không chốt hàng cho mình nha mấy chị nha. Chị nào không địa chỉ bên em nhân viên không chốt hàng cho mình nha chị nha. 466, 455 là cái mã nào? Nãy giờ em đâu có lên bộ nào là 455 đó chị Yến Trang ơi. Hồi nãy giờ em không có lên bộ nào là 455 hết luôn á. Mình đặt lại giúp em đi nha, mình đặt sai cái mã số rồi đó. Mã số cái đập mà em cầm hồi nãy là mã số 466 nha chị nha. Ok chị Yến Trang. Có đầm body, nãy giờ em qua đầm body rất là nhiều rồi. Rồi chị nào lấy bộ này nữa nhanh tay. 466 nha chị nha. 466 rất là xinh á, mặc cực kỳ xinh, mặc cực kỳ dễ thương luôn nha mấy chị nha. Rồi 466 nha, ok màu đen cho chị luôn nha. Gì đây? Nhiều khi bây giờ mà đồ nhiều đến nỗi mà bây giờ em cầm lên em không biết bộ nào ra bộ nào luôn á mấy chị ơi. Giờ không biết bộ nào ra bộ nào luôn đây nè. Rồi em lên cho mình là một cái set rất là xinh nha chị nha. Cái set cái cuộn của nó là dạng áo set nách nha chị nha. Đây set nách rất là xinh. Bộ này mặc lên ôm dáng cực kỳ xinh. Chị Phương Khởi ơi, chị lấy 466 màu trắng. Chị cho em xin cái số điện thoại và địa chỉ như mọi người khác giúp em nha chị nha. Nha, chị cho em xin là đầy đủ cú pháp như những chị khác người ta đặt hàng giúp em. Chứ chị để 466 màu trắng mà bên em không có chốt được hàng cho mình đâu chị ơi. Số điện thoại được. Bố số điện thoại khoảng trống, mã số khoảng trống màu và địa chỉ giúp em nha chị nha. 466 nha, cho em xin đầy đủ cú pháp. Rồi tiếp theo một cái áo sát nách và kèm luôn cho mình là một cái quần. Đây một cái quần lưng cao, kèm luôn hai túi nha chị nha. Một cái quần lưng cao kèm luôn hai túi rất là xinh. Bộ này mặc xinh lắm, mặc ở nhà thoải mái, mặc đi chơi đi tiệc cũng thoải mái luôn, đi dạo rồi thoải mái. Mã số là 478, bộ này còn 5 bộ. Em chốt cho 5 chị nào đặt hàng đầy đủ cú pháp và sớm nhất giúp em. Còn đúng 5 bộ chị nào lấy hàng thì mình nhanh tay giúp em. 478 nha chị nha. Đây kèm cả quần hung cho mình, 53kg độ xuống vừa nha. Đây có hai bên túi nha, 53kg độ xuống, vòng eo dưới 72 giúp em là vừa nha chị nha. Vòng eo dưới 72 giúp em là vừa, mặc lên xinh lắm mấy chị ơi. Mặc lên cái áo nó ôm khít người luôn. Cho nên là mấy chị yên tâm, mặc lên cái áo nó ôm khít người luôn, mặc xinh lắm nha. Cho nên là mấy chị yên tâm, đừng có lo mà sợ mà cái áo mặc lên nó bị rộng, không có nha. Không hề, áo mặc lên không bị rộng nha, mặc lên rất là xinh, rất là khít người, cho nên là mình yên tâm nha. Rồi, mã số là 478, chị nào lấy cái mã này nhanh tay để lại giúp em. Còn đúng 5 bộ. Em chốt cho 5 chị nào đặt hàng đúng cú pháp giúp em nha chị nha. Em chốt cho 5 chị nào đặt hàng đúng cú pháp giúp em nha. Cho nên là chị nào lấy thì mình nhanh tay để lại liền giúp em. 478 nha chị nha. 478. Rồi 478 nha chị nha. Rất là xinh luôn. Nó kèm luôn cả hai túi cho mình luôn nha. Rồi em like xong bộ này là em sẽ up livestream luôn. Không, rồi hiện tại là em live xong một này em up livestream luôn, do là hôm nay em bị thông cái cổ quá nên chưa là nói không nổi luôn,
Thiệt là hôm nay bây giờ nói không nổi như mấy ngày trước còn nói nổi, bây giờ là nói không nổi rồi. Rồi, mã số là 478 nha. Chị nào mà lấy bộ này nhanh tay đặt hàng đúng cú pháp em là 478 khoảng trống số điện thoại, khoảng trống màu và địa chỉ giúp em, đầy đủ cú pháp giúp em, bên em sẽ có nhân viên chốt hàng cho mình. Thì hôm nay là em xin ốp sớm một xíu nha, do là mệt quá cho nên là bye bye tất cả các chị luôn, hẹn tất cả các chị vào 5 giờ ngày mai nha, 5 giờ ngày mai nha mấy chị yêu nha.